Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bắt trọn cảnh Lệ Quyên đi chơi cùng hội bạn ở Hồ Gơm, đỏ rõ nhan sắc thật và body U40 gây ngợ ngang. Dù chỉ là bức ảnh chụp vội nhưng Lệ Quyên vẫn ghi điểm trong mắt khán giả khi sở hữu diện màu xinh đẹp cuốn hút cùng thân hình chuẩn không cần chỉnh vốn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng chiều cao ấn tượng, Lệ Quyên luôn được đánh giá là một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt. Trước đây, cô theo đuổi hình ảnh thanh lịch, luôn kính cổng cao tường và rất kính tiếng trong chuyện đời tư cá nhân. Thế nhưng, từ khi ly hôn và công khai hẹn hò tình trẻ Lâm Bảo Châu, nữ ca sĩ có màn lột xác bất ngờ với khu thời trang ngày một trẻ trung gợi cảm. Cũng bởi thế mà mọi bài đăng của giọng ca tình lỡ đều chiến spotlight với vô số lượt yêu thích. Mới đây nhất, chiều ngày 4 tháng 3, Lệ Quyên bất ngờ cập nhật hình ảnh khoe màn đỏ sát bên hội chị em tại Hồ Gươm, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trên trang cá nhân chính chủ, nữ ca sĩ đăng tải bức hình kèm dòng chia sẻ ngắn. Nếu bạn không xem đó là một cơ hội, bạn hãy trao nó cho người khác với chị gái. Lần này, nữ hoàng phong ra xuất hiện với set đo tông sạch tông từ áo, quần đến phụ kiện. Chọn tông màu đen, Lệ Quyên không chỉ nổi bật nhờ làn da trắng sáng mà còn khéo léo kết hợp với chiếc áo ngắn Nguộn cẩn để lộ vòng eo Phẳng lì đáng mơ ước Có thể thấy đội ca sĩ rất tinh tế Trong cách phối đồ giúp tăng độ gợi cảm Lại không kém phần cuốn hút và thanh lịch ở tuổi U40, phong cách thời trang năng động cùng nhan sắc đẹp tự nhiên giúp Lệ Quyên dễ dàng ăn gian tuổi thật và hồi xuân trong thấy. Bên cạnh đó, dàng mỹ nhân sánh vai cùng người yêu Lâm Bảo Châu cũng có sức hút không kém. Dù mỗi cô nàng mang một màu sắc với gu thời trang riêng nhưng không thể phủ nhận hồi chị em của Lệ Quyên quy tụ những người đẹp rất có gu ngay khi đăng tải được ít phút, hình ảnh lệ Quyên cùng đồng đội đã nhận được tương tác khủng với gần 4.000 lượt yêu thích. Dưới phần bình luận, ai nấy đều xích xoa không ngớt trước phong cách thời thượng, cá tính của dàn mỹ nhân và không quên dành cơn mưa lời khen. Bốn mỹ nhân khuynh đạo Hà Thành hôm nay rồi đẳng cấp giám khảo Miss World Việt Nam 2022, chị Quyên xinh nhất nè trước đó Lệ Quyên thông báo cô sẽ đảm nhiệm vị trí ghế nóng trong Miss World Việt Nam 2022. Để chuẩn bị chỉnh chu cho vai trò mới này, người yêu Lâm Bảo Châu tích cực rèn luyện thể thao và dành thời gian tập gym mỗi ngày nhằm giữ gìn vóc dáng nâng tầm nhan sắc. Dù việc ca sĩ 8 ít ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu gây ra không ít tranh cãi, nhưng người hâm mộ vẫn rất mong ngóng và hy vọng cô sẽ làm tốt vai trò của mình. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo